Nói về bò này thì chắc là bà con cô bác anh chị mình cũng là một trong những người đã chăn nuôi rồi, và cũng có một số ít anh chị chúng ta lên đây để tham khảo và mình mua về mình kiếm giống, mình mua về mình nuôi ha. Có nhiều anh nhiều chị cũng lên đây xem rồi điện thoại cho em nói là ok anh chị cũng mới vừa mà xem video gì đó, rồi cũng có một số cái thông tin mà mình chưa nắm bắt được hoặc là trước giờ mình chưa từng chăn nuôi thì cũng muốn em Út là trao đổi ha, chia sẻ để mà chuẩn bị mua bò về nuôi. Rồi một số anh chị cô chú cũng đã từng nuôi rồi và cũng bán rồi, rồi bây giờ mua lại đó anh chị. Nói chung là nuôi bò này là cái nghiệp chăn nuôi, mà anh chị đã xây chuồng bò rồi á thì mình có chăn nuôi rồi mà mình bán đi rồi á, mình thấy cái chuồng bò mình cũng thấy cũng buồn buồn ngứa nghề, hoặc là thấy cỏ ở ngoài vườn, ngoài sau nhà, hay là ở ngoài bờ ruộng, bờ ao, hay là ở ngoài clip gì đó, cái mình cũng ngứa tay, cái bắt đầu cái mình thấy có một số vốn trong tay, cái bắt đầu mình mua bò lại. Thì ở đây em nói với anh chị nè, cái lượng bò mà em bán từ cái lúc mà em mới làm tới hiện bây giờ á, không ít, không nhiều, chứ cái số lượng mình cũng tính bằng ngàn con rồi đó. Nhưng mà anh nói anh em nói anh chị nè, cái gì không có cái gì đi qua cái sự uy tín, không có gì đi qua sự chất lượng. Cái khi mà em bán cho anh chị, cái gì uy tín, cái gì chất lượng mới tạo nên thương hiệu của em hiện tại bây giờ. Như những con bò này á, thì em đến quay phim giùm cho chị chủ nhà, chị đứng kìa. Đó, chị đứng chị dặn chặn chặn mấy con bê con trong kia. Nhưng mà ở đây á, thì em sẽ đứng đảm bảo cho anh chị những đề, những cái thông tin mà em cập nhật cho anh chị đó là những cái thông tin chính xác 90% anh chị nha. Còn 10% còn lại là những cái thông tin mập mờ chưa có được chính xác nên em không có dám đảm bảo cho anh chị mình. Như những bò này nè, như những cái thông tin gì mà mập mờ chưa được chính xác thì cập nhật luôn, là hai con bò này là hai con bò chữa là chính xác nè. Còn mà chính xác cái số ngày chữa là em không có nhớ được. Ủa chủ nhà người ta không có nhớ được, xin lỗi. Nên em sẽ cập nhật không được chính xác khoảng 10% ở trong đó, có nghĩa là em chỉ báo cho anh chị cái tháng thôi. Ở đây thì bộ hai con bò chữa này thì con này chữa 5 tháng, còn con bên đây chữa 6 tháng. Con này là chữa tơ nha, con này tơ đang mang thai lứa đầu, nói gì chiều cao ngoại hình cao to bự con lắm anh chị. À, chiều cao tại phía sau khu khoảng 1m33 cho tới 1m35. Con này chiều cao tại phía sau khu 1m31-32. Con này thì con này đẻ một con này, đang mang thai là đứa hai, bao chữa 6 tháng anh chị. Chân móng giò cẳng đi đứng nói chung là cũng đảm bảo nghiêm chỉnh cho anh chị mình thôi ha. Cổ bật gù cao, lông nhuyễn, da mỏng. Ở đây những bò này anh chị mua về phải nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám và thông báo cho em biết là bò này có thai hay không. Nếu mà không có thai thì bên em nhận lại hoàn tiền cho anh chị đầy đủ, có gì đâu, an tâm ha. Ở đây thì như con bò này đẻ rồi nè, bao cho anh chị mình diện đề trục trặc sinh sản, lòi lú hí tử cung. Anh chị nào ưng thích liên hệ em, số điện thoại của em là 0383 777 696 đó. Còn anh chị nào mà cảm thấy Út nó lên đây nó bán bò giá cứng quá ha, hoặc là như thế nào thì mình có thể lướt tìm những cái video từ của người này của người kia, coi có rất là nhiều người bán. Nhưng mà em nói với anh chị nè, mình nên thận trọng, tiền nào thì của nấy. Rồi thêm một cái nữa nè, chế độ bảo hành như thế nào, bò giao như thế nào, giao đến cho anh chị kiểm tra ra sao, thông tin như thế nào, rồi anh chị biết cái người ta bán như thế nào, nó mình phải quyết định xuống tiền. Cái đó là khuyên anh chị thôi. Còn vấn đề anh chị muốn mua đâu hoặc là anh chị muốn tìm hiểu cái gì đó thì anh chị cứ tìm hiểu, anh chị cứ mua bán, em là chỉ là đến góp ý cho anh chị những hình ảnh, những thông tin anh chị thích anh chị mua. Bò thì chủ nhà người ta lấy tiền nha, chứ bán này thì em cũng lấy tiền. Bán được thì chủ nhà người ta cũng có cho tiền cà phê, tiền xăng đó. Rồi em nói với anh chị, những cái người mà người ta bán cho anh chị, mình nên lựa những người người ta bán có tâm ha. Chứ để nhiều khi anh chị mua trúng nhưng những người mà người ta lừa đảo, hay là người ta muốn bán cho anh chị rồi buông đuôi này kia các thứ. Giống như con ông anh kia kìa, ông kể tâm sự với em. Ông đi thích đi mua bò của nhà vườn, nhưng mà ông tự ông kiếm mua nha. Ông lên mạng ông thấy nhà vườn người ta cũng có bán á,
Rồi cái ông đi mua, mua đã đài, cái anh chị biết sao, không có trung gian bảo lãnh, giống như không có cái người như em đứng ra bảo lãnh cho anh chị. Cái chủ nhà người ta lật lọng, mua con bò chữa về khám đâu có chữa. Cái giờ ta nói vậy nè, nói tiền tôi xài hết rồi, bây giờ anh có chịu thì anh nhận bò anh trả lại tôi cũng thu nữa. Nhưng mà tiền của anh chừng nào có tôi mới trả lại. Rồi em nói với anh chị vậy là sao? Như vậy là gì? Có phải anh chị đã bị người ta lừa không? Đó là một cái bài học, đúng không? Còn đối với em Út ở đây á, anh chị coi cái số lượng người đăng ký trên kênh của em như thế nào. Rồi thêm một cái nữa là mà những cái người mà người ta đã kêu em đến để quay phim như thế này, chắc chắn một điều là em nói với anh chị á, đảm bảo với anh chị vấn đề như là tiền bạc, thông tin, em đảm bảo bao lãnh cho anh chị mình. Nói không nhiều chứ vài con bò này thì em bỏ tiền túi ra em lãnh cho anh chị thì ok. Cái đó là em không phải là nói ở phô trương hay này kia, nhưng các thứ mình đứng ra mình bán, mình phải có trách nhiệm với món hàng của mình. Mình đứng ra mình bán là mình phải có một mức độ uy tín nào đó để tạo nên cái sự tin tưởng cho bà con cô bác anh chị. Đó, thì anh chị nào thích mua đôi bò này thì đảm bảo cho anh chị những cái gì mà em nói trên video là những cái đó là thuộc về những cái phải gọi là trách nhiệm. Như này chữa 6 tháng à, đẻ lứa, mang thai lứa 2, mang thai lứa đầu 5 tháng, như con này giá 25, còn con đó là giá 20. Đó, anh chị nào thích ưng liên hệ em, bò giao tới cho anh chị mình được quyền kiểm tra rồi mới thanh toán nha. Khám chữa nẻo đồ, muốn khám liền cũng được mà để trong vòng 3 bữa khám được, không có mắc đồng bạc nào hết trơn. Ví dụ khám không có thai bên em nhận lại hoàn tiền cho anh chị đầy đủ. Còn mà khám có thai anh em vui vẻ, anh chị giới thiệu với những người hàng xóm láng giềng, anh chị em họ hàng đó, Út nó bán bò vậy đó. Rồi ok, bắt tay, bắt tay cái đó ha. Rồi bây giờ thì em cũng đến đây để hỗ trợ chủ nhà báo giá hàng bò, hình ảnh thông tin cập nhật đầy đủ. Anh chị nào thích ơn liên hệ em. Rồi liên hệ em 0383 777 696 à. Anh chị nào thích chương trình của em thì có thể cho em xin một like như thế này ở dưới video ha. Bây giờ xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại bà con cô bác anh chị mình.